Mà nguyên tắc ở đời thì do duyên mà sinh, cũng do duyên mà diệt. Lấy một cô gái vì đẹp mà lấy thì đến khi cô ấy xấu cũng vì xấu mà bỏ. Nếu lấy cô ấy vì tuệ thì vì tuệ của cô ấy giỏi mà lấy thì vì tuệ của cô ấy ngu mà bỏ. Nhưng khổ cái là tuệ nó không mất đi, nó lại càng ngày nó càng lớn lên. Cho nên yêu nhau về cái tuệ nó sáng ấy, thì càng ngày càng yêu. Nhưng mà cái thứ ba nữa là yêu nhau về cái tâm, thì cái tâm, vì cái tâm mà yêu. Thầy ơi, cho em hỏi bói tình duyên có đúng không ạ? Vâng. Thứ nhất là thầy đưa ra hai cái khái niệm là tình và duyên. Thế duyên là gì? Duyên là điều kiện con người ta thường chơi với nhau hay là hấp dẫn nhau bởi ba cái phần. Trong con người mình có ba phần là thân, tâm và tuệ. Thì thường chúng ta hấp dẫn nhau về phần thân thì người ta gọi là bạn thân. Ví dụ hấp dẫn nhau về phần thân là gì? Cùng sở thích. Ví dụ cùng thích uống rượu, cùng thích tình dục nếu là nam nữ. Còn hai thằng bạn trai cùng thích tình dục thì lại chơi thân với nhau mà rủ nhau là đi tán gái. Tôi lấy ví dụ như vậy. Hai thằng cùng thích uống rượu thì cũng là bạn thân. Mà hai thằng cùng thích đi tán gái cũng là bạn thân. Hai thằng cùng thích chơi thể thao cùng một môn thì cũng gọi là bạn thân. Vậy phần đấy người ta, cái duyên đấy là duyên gì ạ? Duyên về cùng nhau một sở thích là phần thân. Tức là điều kiện chơi với nhau là có chung một sở thích phần thân thì cái đấy gọi là thân, chơi với thân. Cái phần thứ hai là người ta cùng tầng bậc của tuệ. Ví dụ như hai người cùng tầng trí tuệ của kinh doanh, mà người ta cùng tầng trí tuệ với nhau thì người ta có thể thảo luận về kinh doanh với nhau, nó rất là thân thiết. Và người ta trao đổi, người này nói người kia hiểu, người kia gì ạ, nói người này hiểu. Thì như vậy người ta gọi là gì ạ, cái đủ điều kiện có duyên với nhau về phần tuệ trong kinh doanh. Thì hai người đấy là gì ạ, chia sẻ với nhau để nó tạo ra cộng hưởng về trí tuệ, gọi là chia sẻ với nhau về kiến thức, về trí tuệ đấy, trong đời sống. Còn phần thứ ba là người ta cùng đẳng cấp về tâm. Tức là cái lượng tham sân si mạng nghi của người ta là xem nhau. Cho nên khi thảo luận những cái vấn đề liên quan đến tư tưởng sống thì hai người đấy tương đối giống nhau, thì như vậy là có chung tư tưởng. Như vậy ở đây chúng ta hình dung thế nào gọi là duyên. Duyên ở đây là có đủ điều kiện chung với nhau cùng một sở thích về phần thân thì gọi là bạn thân. Chung với nhau về tầm của tuệ thì là hai người gì ạ, cùng đẳng cấp. Và chung với nhau về phần tâm thì hai người đó gọi là cùng tư tưởng. Vậy thì khi các bạn lấy nhau thì cũng có ba dạng. Có những dạng lấy nhau chỉ vì quan hệ tình dục, nó hợp nhau, nó thích nhau, cho nên là vì cái phần thân mà cưới cả thằng tuệ và thằng tâm. Xong cưới nhau về mới phát hiện là con vợ mình nó ngu quá, thì bây giờ là mới ngộ ra là à, từ trước nay mình chỉ chơi phần thân với thân thôi chứ không chơi tuệ với tuệ. Nhưng mà khổ lắm cơ, vì phần thân nó rất là phê, cho nên nhiều lúc quên bá mất cái phần tuệ với phần tâm đi đấy. Thế thì còn có những người thì là họ lấy nhau về phần thân. Có người rất là đẹp trai lấy một cô gái rất xấu, có những anh thì rất xấu dai nhưng lấy được cô gái rất đẹp. Vậy thì họ có thể hợp nhau về phần tuệ hoặc phần tâm. Nhưng rõ ràng hai vợ chồng để sống với nhau bền vững thì nếu mà hợp cả ba thì là quá tốt. Còn ưu tiên một phải là hợp tâm, ưu tiên hai là hợp tuệ, ưu tiên ba với là hợp thân. Nhưng mà thường trong đời sống chúng ta lấy nhau thì chúng ta lại hay ngược, là ưu tiên một là hợp thân, ưu tiên hai với hợp tuệ và ưu tiên ba với là hợp tâm. Nhưng mà nếu mà tam hợp thì là quá tốt, thân tâm tuệ thì là quá tốt rồi, đấy là đỉnh cao rồi. Và hai người mà có đủ cái điều kiện, càng nhiều cái điểm chung của thân tâm tuệ để mà lấy nhau thì người ta gọi là gì ạ, duyên. Nếu mà đủ phun hết tam hợp thân tâm tuệ thì cái đấy gọi là gì ạ, phun duyên. Còn nếu không mà chỉ hợp phần thân thì người ta gọi là gì ạ, có duyên nhưng mà duyên ở phần thân thôi. Mà nguyên tắc ở đời thì do duyên mà sinh,
cũng do duyên mà diệt. Lấy một cô gái vì đẹp mà lấy thì đến khi cô ấy xấu cũng vì xấu mà bỏ. Nếu lấy cô ấy vì tuệ thì vì tuệ của cô ấy giỏi mà lấy, thì vì tuệ của cô ấy ngu mà bỏ. Nhưng khổ cái là tuệ nó không mất đi, nó lại càng ngày nó càng lớn lên. Cho nên yêu nhau về cái tuệ nó sáng ấy, thì càng ngày càng yêu. Nhưng mà cái thứ ba nữa là yêu nhau về cái tâm, thì cái tâm, vì cái tâm mà yêu thì rõ ràng cái tâm nó cũng càng ngày càng tốt lên, chứ nó không có hư đi. Cho nên thành ra yêu nhau ở cái tâm, cái tuệ thì thường là yêu bền vững. Còn yêu ở cái thân thì có thể yêu nay chán ngày mai. Bởi vì khi lấy vợ về xong nó đẻ hai đứa con thì thân nó nhếch nhác đi, nó xấu đi, thì có khi lại cũng do duyên, do nó sinh mà đến với nhau. Nhưng cũng có khi do nó xấu mà bỏ nhau. Cho nên cái phần mà lấy nhau là do cái duyên đó. Thì thầy giải thích cái chữ duyên để bạn dễ hình dung. Và từ cái duyên thì nó mới sinh ra cái tình. Hai người đủ duyên và bắt đầu là người ta gặp nhau thì người ta thấy gì ạ? Tạo ra cái giá trị và chi kỷ được với nhau, chia sẻ được với nhau, ở gần nhau thấy nó ấm cúng, thì như vậy người ta gọi là chữ tình. Vậy thì tình duyên này là do chúng ta đúng căn cơ tầng bậc với nhau, chứ không phải do thầy bói họ bảo là có tình, có duyên hay không. Cho nên tình duyên nó nằm ở chính bản thân mình, chứ không phải nằm ở thầy bói. Rồi, cảm ơn câu hỏi của Nguyên Hà. Vì vậy, hãy tìm cho mình, khi mà lấy nhau thì bao giờ mình cũng phải hỏi câu hỏi là mình lấy anh ý về phần thân, phần tuệ hay là phần tâm. Còn lấy về phần thân không thì phải xem lại. Còn lấy về phần tâm, phần tuệ thì nó rất là bền vững. Cho nên là chúc bạn hãy kiểm tra chính mình thay vì đi hỏi thầy bói.